thần thánh hóa sản phẩm. Liệu bản thân tôi, bản thân những cái anh chị em mà đang đồng hành lan tỏa cái dòng sản phẩm tiêu viêm này có thần thánh hóa nó lên không? Khi nói rằng là viên tiêu viêm này có thể xử lý được ung thư. Đối với lại những cái anh chị em mà chưa biết gì về viên tiêu viêm, cũng chưa một lần trải nghiệm, thì làm sao mà biết được giá trị của viên tiêu viêm này mang lại? Còn đối với lại tôi, đối với lại những cái anh chị em đã sử dụng viên tiêu viêm này, đã nhận được giá trị của viên tiêu viêm, thì không nghĩ là đây là thần thánh hóa sản phẩm, mà tất cả những cái kết quả hay thì không bằng thuốc hay, mà thuốc hay thì lại không bằng cái kết quả rõ ràng. Tất cả những cái kết quả của chúng tôi sẽ chứng minh được thực sự là cái sản phẩm này có thần thánh hóa nó quá mức hay không. Thần thánh hóa hay không chúng tôi không cần biết, mà chúng tôi chỉ cần biết rằng là viên tiêu viêm này nó giúp ích được cho mọi người, giúp mọi người lấy lại được sức khỏe, giúp mọi người xử lý được những cái bệnh mang từ viêm trong mình, giúp đỡ được những cái anh chị em không may mắc phải ung thư thì xử lý được những cái tế bào ca, những cái mầm mống gây ra ung thư cho những cái anh chị em mà bị ung thư. Đấy là những cái kết quả, tất cả kết quả chứng minh lên rằng viên tiêu viêm này là chúng tôi thần thánh hóa nó như thế nào.